tí đây cân tôm đi xuống biển đây đây. 2 cân. 2 cân tôm này. 2 cân tôm không? Ừ, 2 cân tôm không? Cá mú đây này. À, chị thì cá thì khoảng nữa một con khoảng mấy cân nào hay là cứ một con đấy à? Hai con ăn thịt không? Hát chị ăn ốc đi không? Họ thể thao kiểu dừa đấy, chị ăn ốc đi thôi, thì ăn cân ốc đi này. Chị Thùy ơi, ốc đi ngon, ốc đi ngon lắm. Em thì ăn cái làn đi thôi, nhưng mà này ở đấy đi. Đấy. Lấy cân đi này, ốc mốt. Ốc mốt. Ốc to nữa. Thôi, nhỏ thôi. Làn đi này. Làn đi họ thì kiểu như sao? Ở giữa vi thả đó đó. Sao đó? Nó giá thì nạc thôi. Cũng cổ hủy này. Có cá, cá, cá với 2 cân tôm. Bên này cần ốc thì hợp thể. À thôi, này đó là bắt cá nữa. 2 cân tôm. 2 cân tôm. Tôm mới. Tôm cá thôi. Ui trời, nói bao giờ giảm 2 cân tôm rồi mà. Để trong biển à? Rống tôm đấy không hả? Nhỏ nhỏ đấy à? Tôm nhỏ hả? Tôm nhỏ hả? Mấy cái lớn hả? Hai, bốn, sáu, tám, mười. Anh ơi, có tôm mấy cục nữa có? À, 12. Đừng tính người lớn đó. Mò hai, mò anh, mò em. Đúng không? Dùng. Ừ, là tính rồi là 12. Đúng không? Em nhờ, đúng không? Tính cả hai đứa đi là người lớn luôn đây này. Quỳnh Quỳnh là 6 rồi. Đây 2 này 4 đấy đó, 6 đó đó. Đấy. Tính thì tính đến cả mò nó là 6 đấy. Đây à, hai cô trong ảnh là 8. Đây thì à, mẹ còn 42. Đó. Em tính 12 ngay là cả anh với mình, anh với đủ đấy. Tôm đấy à? Tôm đấy à? Mới chuẩn đi. 2 con. Đây là 2 cân tôm. Có một cái ốc nữa đây. Ốc mà hai bắt ốc nữa rồi có thể đó. 2 cân. 2 cân ốc hay 1 cân? 1 cân được mấy? 2 cân ốc, 2 cân tôm. 1 cân ốc, 2 cân tôm. 2 con cá. Hai cân, 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 h